Vâng, để còn một cái câu chuyện về sản phẩm hoặc câu chuyện hỏi về sản phẩm cuối cùng xin mọi Tôi người. Vâng, Lê tôi Lam. Tôi đây là vâng, mời Lê Lan. dạ em xin chào thủ lĩnh, chị là thủ lĩnh Định Đình, và chào tất cả cô chú anh chị em ở trên Zoom. Em là Lê Lam, em đến từ thị trường Vĩnh Nghệ An. Cho em xin được hỏi một câu hỏi là em có một bệnh nhân hiện tại họ đang bị vừa bị là u tái vừa bị tê bì chân tay ấy. Thì ở trong nhà mình đấy những cô chú anh chị em nào đã dùng sản phẩm và dùng những sản phẩm gì để hỗ trợ về cái bệnh u tái và bệnh tê bì chân tay ấy. Thì cho em đặc biệt là cái tê tê tái ấy. Tái có nghĩa là bây giờ cái tái của họ là nhấc lên nhấc xuống rất là khó, nó tê cứng luôn ấy. Thì anh chị em nào ở trong Zoom mình đã sử dụng cái sản phẩm và sử dụng sản phẩm gì thì cho em xin kết quả với ạ. Em xin cảm ơn ạ. Tôi Thanh Tình. Ờ, xin mời thủ lĩnh Thanh Tình hỗ trợ nào. Vâng, xin cảm ơn chị Đình và xin chào cả nhà trên Zoom. Em xin hỗ trợ trong trường hợp tê bì tay chân ấy. Thì ngày xưa là bản thân em là một người là tê bì tay chân rất chi là nặng đó, và ngủ không được, cứ mỗi lần tê như thế thì mình không thể nào ngủ được, và đi mua cồn về xoa bóp cũng không được, và cứ đặt đi gào lên nặng càng nặng ấy mới ngủ được. Thì lúc đó biết đến sản phẩm CBD thì mình dùng nhiều các cái sản phẩm thay vào đó, bổ sung nhiều canxi, rồi là bổ ba thải độc. Bổ ba thải độc vào ấy thì nó tê nhiều hơn, nhưng mà mình yên tâm mình sử dụng ấy, bổ ba thải độc rồi healthy rồi canxi là phải ba bốn lò luôn ấy, bởi vì canxi là nó cũng rất là quan trọng. Rồi các cái dòng sản phẩm khác, ví dụ như là các cái dòng sản phẩm về nữ giới nữa, thì mình dùng vào thì đến lúc là cảm thấy là cái hiện tượng đó dần dần là đến ngày hôm nay thì không thấy cái hiện tượng đó, mấy năm nay thì không thấy nữa, còn ngày trước ấy cứ đêm nào ngày nào cũng bị tê hết ấy. Và khi mỗi lần mà tê thì sẽ không ngủ được đó, thì bạn cứ yên tâm là cho khách hàng sử dụng và sản phẩm bên mình và bổ sung nhiều canxi vào. Và em nhường mic lại cho chị Đình ạ. Bạn cứ Dạ cho khách em cảm hàng ơn chị. thì Dạ cũng nhưng mà chị ơi, chị cho em hỏi một tí là có nghĩa là bởi vì là họ vừa bị Covid xong ấy, thì thời gian vừa rồi là em cũng đang cho họ dùng cái sản phẩm trà với lại là cái sản phẩm Novomin ấy ạ. Nhưng mà kiểu như là cái cơ địa của anh này thì nói chung là bị Covid, nhưng mà em cho uống cái sản phẩm đó, nhưng mà kiểu như họ vẫn ho liên tục ấy, thì không biết là dùng cái bộ bá thanh lọc thì cô ổn không nhỉ? Bởi vì anh này anh ấy còn bị cả dạ dày đại tràng nữa, mà đợt vừa rồi em đang cho dùng cái trà đấy đó chị. tôi hỗ trợ cho chị À, Lan xin nhé. mời Rồi, tôi hỗ trợ ở cái à, tâm cho này. Yeah. Ok chị. Sau Covid thì cái hiện tượng ho là hiện tượng rất bình thường chị Lan nhé. Bản thân em cũng bị ho, bởi vì cái cơ chế của ho nó là một, đừng có nghĩ ho nó là không tốt. Ho thực tế tức là một cơ chế rất là tốt. Ở đây thì có rất nhiều y bác sĩ và dược sĩ họ đặc biệt là bác sĩ thì họ rất là hiểu về cái này, tức là tại sao tạo ra ho, tức là nó cơ thể nó tạo ra một cái áp lực để đẩy một cái gì ra đúng không ạ? Vậy thì cái phổi của mình nó đã bị tổn thương, thứ hai là nó virus đang ở trong đó chắc hẳn thì từ như thế thì nó sẽ ho thì nó sẽ đẩy nó ra. Bản thân em thì đây cũng sau khi mà mình âm tính rồi nhé, em đã âm tính rồi nhưng mà em vẫn ho khoảng 2-3 ngày, nhưng mà chỉ cứ thứ nhất là trong vòng ngầm cho bánh xăm liên tục hoặc là ngầm để Novomin ấy đó, ngầm đó. Còn ho là bởi vì thực tế ho nó ho khan nó chảo cái gì đâu, nó ho khan thôi nó có cái gì, bởi vì nó đẩy nó có áp lực nó đẩy ra mà đó, không phải là mình đờm hay như thế nào đó mà gây ra hiện tượng ho đó. Nên là cái hiện tượng ho là hiện tượng rất bình thường đó, anh ngầm thêm dầu bánh xăm hoặc là ngầm thêm cái Novomin đó thì nó sẽ giảm cái ho của mình nó đỡ đặc phòng hơn đó. Và cái tiếp theo nữa ấy, về cái hiện tượng tê bì chân tay ấy, và u ấy thì cứ những cái sản phẩm như chị tìm người chia sẻ ấy, thì cái vấn đề về thì tăng cường cái canxi rất là quan trọng.
Thực ra nhiều anh chị em ấy khi mà tên bình thường tay cùng canxi ấy, cái hiện tượng đó nó cũng đã thì rất là ok rồi đó, nên là chị cứ tăng cường canxi lên ngoài kết hợp các những cái năm tháng và khác đó. Ok chị Lan nó cứ tự tin ấy. Còn cái vấn đề ho là cái hiện tượng rất bình thường của những người sau covid đó đó. Cái vấn đề họ thì kể cả hiện tại bản thân chị cũng cũng vừa bị covid sống khoảng 1 tuần á, thì từ hôm đấy giờ cũng ho á, thì mình cũng kết hợp các cái dòng sản phẩm giống như em nói đấy đấy. Nhưng mà ý chị nói là cái người mà người ta bị đấy á là cơ thể họ kiểu đang như kiểu là mới bị covid xong như thế, thì khi mình dùng đó dùng cái bộ bá thanh lọc thì cô ổn không ấy, sợ họ cô bởi vì họ còn cả dạ dày đại tràng nữa đấy. Thực ra cái dây đại tràng thì rất cần một bát thanh lọc kìa. Đó, nó phải thanh lọc được cái cả tràng, nó thanh lọc tốt, nó cơ thể nó sạch thì nó sẽ hấp thu tốt. Thực ra cơ địa yếu nó không quan trọng, vấn đề là em đang dùng bao thanh lọc khi mà đang bị covid đấy, em vẫn đang dùng nhưng mà đó. Em vẫn đang dùng bộ bao thanh lọc khi đang đấy, bởi vì cái giai đoạn sau covid thì giai đoạn mà mình càng thanh lọc cơ thể tốt nhất đó, để cho nó hết sạch những cái tích khí bẩn và những, thực ra là thanh lọc thì những cái con virus nó ra ngoài đi đó, nên em vẫn đang sử dụng đều đặn cái bộ bát thanh lọc. Và cái hiện tượng ví dụ da dày với người ta ấy sử dụng bộ bát thanh lọc ấy cũng rất là hiệu quả đó, chỉ dùng vào da dày ấy bộ bát thanh lọc rất là hiệu quả, không cần đi vì sử dụng bộ bát thanh lọc luôn đó, bởi vì cái da dày và người ta nó là cái bộ phận gần như là nó chứa những cái chất ăn ấy, nó thì gần như là bẩn đó, tạp như là bẩn nhất, nên là cái sử dụng một ba thanh học và còn thêm thì cho trà rất là tốt thì nhá. Rồi, chị cảm ơn em nha. Cảm ơn tất cả các thủ lĩnh. Xin buổi chia sẻ về cái câu chuyện đến đây đã, chúng ta đã kết thúc.